VTV Digital. Ơi, nghe nè. Em có đang hạnh phúc, hài lòng với công việc, cuộc sống của mình không? Thì em là người dễ hài lòng mà. Nên em nghĩ là chắc là em cũng đang hạnh phúc á. Anh không hạnh phúc với công việc lắm. Không biết ý nghĩa cuộc sống là gì luôn á bà. Có, rất là hạnh phúc. Có lúc có, lúc không em. Kiểu như mình chưa làm hết cái mình có nè, hoặc là chưa thông báo bản thân á. Mình không biết. Mình đang cảm thấy không hạnh phúc. Xin chào cả nhà, mọi người vẫn khỏe chứ? Cuộc sống của các bạn dạo này thế nào? Công việc ra sao? Hôm trước, một khách mời đã từng tham gia Ơi Nghe Nè có nhắn cho mình là đôi khi mình chỉ muốn chết quách đi cho rồi vì cảm thấy thật sự stress, mệt mỏi và không còn gì hứng thú nữa. Trước đó vài ngày, một người chị đã nghe qua tập 26 của Ơi Nghe Nè nói về chủ đề trầm cảm. Chị cũng đã rất dũng cảm bày tỏ với mình. Chị không biết tình yêu của chị dành cho con có phải là một viên chất độc bọc đường như trong câu chuyện đã đề cập đến hay không. Chị đang rất lo cho con gái, chị sợ con bé sẽ trầm cảm. Mình bỗng đau lòng nhận ra một điều: những nhân vật trên, những khách mời của chương trình, con gái của chị mình, hay thậm chí là chính bản thân mình và cả các bạn, chúng ta đều còn rất trẻ. Chúng ta đang có cả thanh xuân và một chặng đường dài phía trước để trải nghiệm, cố gắng. Vậy tại sao chúng mình đôi lúc lại sống trong một nỗi buồn? Chúng mình chông chênh, khắc khoải, đau khổ với những loay hoay của bản thân. Như ở đầu podcast các bạn có nghe, chỉ là những cuộc gọi hỏi thăm và một câu hỏi tưởng như đơn giản. Này, có đang thật sự hạnh phúc không? Nhưng không phải ai cũng trả lời được, và không phải câu trả lời nào cũng là sự thật. Dù muốn thừa nhận hay không, thì cuộc đời của mỗi người chẳng phải là một cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc hay sao? Ý nghĩa cuộc sống là một câu hỏi triết học về mục đích và ý nghĩa của sự sống hay tồn tại nói chung. Khái niệm này được thể hiện qua một loạt các câu hỏi liên quan: vì sao ta ở đây? Cuộc sống này là gì? Ta sống vì cái gì? Có bao nhiêu khoảnh khắc trong đời bạn đặt câu hỏi cho chính mình rằng liệu mình thật sự có đang có một cuộc đời đáng sống? Có bao nhiêu giai đoạn bạn từng hoài nghi về bản thân và thất vọng khi đã lỡ kỳ vọng quá nhiều? Với trải nghiệm khác nhau, mỗi người sẽ đều có công thức riêng để đi tìm cái tôi và ý nghĩa cuộc sống của mình. Có một câu nói của dịch giả Trịnh Lữ mà mình rất thích, đó là: không bao giờ mình tìm thấy mình ở mình đâu, mình tìm thấy mình ở thế giới xung quanh mình, ở người xung quanh mình. Không ai sống một mình, không ai tự nhiên bảo đi tìm mình rồi chỉ biết có mình. Nếu mà đi tìm cái tôi là mất, đi tìm cuộc sống ở ngoài kia kìa, sẽ tìm thấy chính mình. Thật ra, mình suy nghĩ mỗi người khi còn có những trăn trở, loay hoay, tức là còn có thể phát triển, còn đang cố gắng mưu cầu đến những điều tốt đẹp hơn, tròn đầy hơn. Tất nhiên, ở đây là sự mưu cầu vừa và đủ với bản thân. Bởi vì ai cũng hiểu một điều là khi biết đủ thì chúng ta mới hạnh phúc. Podcast hôm nay sẽ hơi đặc biệt hơn mọi ngày, là sẽ không có câu chuyện, nhân vật cụ thể nào, chỉ là những điều mình muốn tâm sự cùng các bạn, là những nỗi suy tư mà mình nghĩ chúng ta đều có thể gặp trong một vài đoạn đường đời. Mình xin mạn phép giới thiệu đến mọi người một vài phong cách sống, theo mình là cũng đáng để thử nếu bạn đang muốn tạo ra những sự thay đổi lớn. Đầu tiên, chắc hẳn bạn đã từng nghe nói đến rất nhiều phong cách sống minimalism, sống theo chủ nghĩa tối giản, là một thuật ngữ mà mọi người đã từng gọi nó là một trend để sống theo, để học tập theo, để có thể có một cuộc đời nhẹ nhàng hơn. Sống tối giản chỉ sự loại bỏ những thứ không cần thiết ra khỏi cuộc sống của bạn, cả về vật chất lẫn tinh thần, tập trung vào những gì quan trọng để có thể tìm thấy hạnh phúc, viên mãn và tự do. Nghe cái tên thì đơn giản, nhưng để sống đúng nghĩa tối giản thì thật sự không phải là chuyện dễ. Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn, bạn có thể nghe lại podcast số 12 Sống tối giản liệu có đơn giản của Ơi Nghe Này nhé. Thứ hai, phong cách sống Wabi Sabi. Mà thật ra đây cũng không hẳn là một lối sống. Wabi Sabi là một hệ tư tưởng: chấp nhận những cái không hoàn hảo, biến cái vô thường trở nên có giá trị, đem lại sự hạnh phúc và chân thành,
Nó giống như việc khi bạn đánh mất một thứ gì đó rồi mới thấy trân trọng. Các nguyên tắc nền tảng của Wabi Sabi có thể dạy ta những bài học cuộc sống về việc buông bỏ sự hoàn hảo và chấp nhận con người thật của mình. Chúng cho ta công cụ để thoát khỏi sự hỗn loạn và áp lực vật chất trong cuộc sống hiện đại, để ta có thể bằng lòng với những gì mình có. Chúng nhắc nhở ta tìm kiếm và rung động trước cái đẹp trong cuộc sống thường ngày. Nếu bạn quan tâm đến lối sống Wabi Sabi thì mình nghĩ cuốn sách Thương những điều không hoàn hảo cũng có thể là một gợi ý hay ho dành cho bạn. Thứ ba, đây cũng chính là điều mình tâm đắc muốn giới thiệu đến mọi người trong podcast này: triết lý sống Ikigai. Ikigai là một triết lý sống của người Nhật. Triết lý này nhắm đến việc làm thế nào để tìm ra đam mê và giá trị sống của mỗi người. Đây được xem là phong cách sống phổ biến hiện nay, được nhiều người áp dụng và đạt được thành công trong cuộc sống. Triết lý Ikigai được hiểu là một thuật ngữ thể hiện ý tưởng hạnh phúc trong cuộc sống. Về cơ bản, Ikigai là lý do tại sao bạn thức dậy vào mỗi sớm mai. Thuật ngữ này được ghép lại từ hai từ Iki, nghĩa là cuộc sống, và Kai, là thấy được sự hy vọng và kỳ vọng. Theo Ikigai, cuộc sống hạnh phúc là khi có một mục đích để theo đuổi, và Ikigai là điều giúp bạn trông chờ, tin tưởng vào tương lai, ngay cả khi bạn đang đau khổ. Lối sống Ikigai đặc biệt nổi bật ở vùng Okinawa, nơi được ví là thiên đường biển đảo phía nam của Nhật Bản. Vùng đất này cũng được mệnh danh là vùng đất của những người bất tử, bởi nó có tỷ lệ tuổi thọ cao nhất và tỷ lệ người sống trăm tuổi cao nhất trên thế giới. Ikigai rất giống với hạnh phúc, nhưng nó có một sự khác biệt tinh vi về sắc thái. Hạnh phúc có thể là cảm giác nhất thời, nhưng Ikigai là kim chỉ nam của hành động tích cực giúp ta hướng đến tương lai, dù hiện tại bạn có đang bất ổn và đang trông trên. Nếu bạn đang xem podcast này trên YouTube, hãy nhìn vào sơ đồ này. Chúng ta sẽ thấy Ikigai là giao điểm của 4 vòng tròn lớn. Vòng tròn thứ nhất, đó là điều bạn thích, hay nói cách khác, nó là đam mê của bạn. Vòng tròn thứ hai, đó là điều thế giới cần, hay nó chính là sứ mệnh của bạn khi đến với cuộc đời này. Vòng tròn thứ ba, điều đó mang lại thu nhập cho bạn, tức là nghề nghiệp của bạn, và bạn kiếm ra tiền chân chính từ công việc đó. Và vòng tròn cuối cùng là điều bạn có thể làm tốt, làm giỏi. Đó chính là tài năng, là chuyên môn, là kỹ năng, là kiến thức, là một vị trí vững vàng của bạn trong cuộc sống này. Đi vào chi tiết hơn, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về 4 yếu tố, 4 vòng tròn tạo nên Ikigai nhé. Thứ nhất, điều bạn yêu thích. Nghe thì dễ đúng không? Mình hỏi bạn một câu nhé. Bạn muốn làm gì trong cuộc đời này? Đam mê có thể là một ảo ảnh khó nắm bắt, nhưng hãy luôn tin rằng mỗi chúng ta luôn luôn có đam mê. Quan trọng là bạn có cố gắng đi tìm nó hay không mà thôi. Để tìm thấy được mình thích gì, chắc hẳn là cần rất nhiều trải nghiệm. Khi khám phá được điều bản thân thực sự thích, nó sẽ tạo ra nguồn động lực rất lớn trong suốt quãng thời gian nghiên cứu và làm việc. Nếu bạn chưa biết được mình thích gì, đừng sợ, còn rất nhiều người vẫn như bạn. Hãy cứ trải nghiệm thật nhiều đến khi khám phá được bản thân mình, bạn nhé. Thứ hai, điều bạn làm giỏi. Khi tìm ra thế mạnh của mình và được làm việc mình giỏi, bạn sẽ thấy hứng thú và dễ dàng khẳng định được giá trị của bản thân hơn. Có đúng không nào? Bạn sẽ như hổ mọc thêm cánh nếu biết điều bạn giỏi nó bao gồm cả năng khiếu, sở thích cộng với sự rèn luyện, tìm hiểu, đào sâu, thì nó sẽ tạo ra một năng lực chuyên môn khiến bạn có được sự vững vàng trong một lĩnh vực nào đó mà không ai thay thế được. Và quan trọng ở đây, có một điều chúng ta cần phải thành thật. Thật sự nhé, hãy thật sự thành thật. Nhìn lại thực lực của bản thân và tận dụng tốt tài nguyên mình có, thay vì phí thời gian đi tìm thành công trong lĩnh vực mình không thật sự giỏi, là một điều hơi tàn nhẫn nhưng nó cần thiết trong cuộc đời. Nó giúp bạn đi nhanh và đi đúng hướng hơn. Thứ ba, điều giúp bạn kiếm ra tiền, dù muốn dù không. Chúng ta cũng phải công nhận tiền bạc rất quan trọng trong cuộc sống, giúp bạn duy trì và nâng cao chất lượng cuộc sống, theo đuổi đam mê. Hãy tưởng tượng, nếu chỉ làm vì đam mê mà không kiếm ra tiền đủ trang trải cho cuộc sống, chứ đừng nói đến tự do tài chính, hoặc là một công việc kiếm được rất nhiều tiền mà trong thâm tâm không thấy hạnh phúc, thì theo mình, vế nào cũng là một dạng đau khổ. Đây được cho là một trong những vòng tròn quan trọng giúp bạn nhìn nhận lại xem, với những cống hiến bỏ ra, liệu bạn đã được trả công xứng đáng? Những công việc mà bạn lựa chọn hy sinh này
có thật sự giúp bạn có được một cuộc sống tự do, thoải mái, hạnh phúc hay không? Và đôi lúc mình cũng luôn tò mò và tự hỏi rằng tiền thật sự có mua được hạnh phúc hay không? Và tiền bao nhiêu là đủ? Và điều cuối cùng, điều thế giới cần. Hãy nghĩ thật kỹ xem nào. Xã hội này cần gì ở bạn? Thế giới đang thật sự cần gì ở bạn? Bạn chính là người cần phải khám phá ra điều đó. Điều thế giới này cần là một trong những lý do giúp bạn trở nên kiên định hơn trong con đường mình đã chọn. Bạn sẽ cảm thấy được ý nghĩa trong công việc mình chọn, từ đó nhận ra được giá trị của bản thân với cuộc sống xung quanh, với mọi người xung quanh mình. Ai cũng muốn trở thành người có ích đúng không nào? Điều đó chính là sứ mệnh của mỗi con người khi đến với cuộc đời này. Và mọi người có thể thấy, những khía cạnh trên khi va chạm với nhau, chúng sẽ tạo ra những ý nghĩa khác nhau. Tưởng tượng nhé, khi có điều bạn làm giỏi, cũng là điều bạn yêu thích, nó tạo ra đam mê. Khi điều bạn yêu thích, cũng là điều xã hội cần, nó gọi là sứ mệnh. Khi điều xã hội cần, cũng là điều bạn kiếm ra tiền, nó tạo ra kỹ năng. Và điều giúp bạn kiếm ra tiền, cũng là điều bạn làm giỏi, thì nó giúp bạn hình thành nên chuyên môn. Để đạt được Ikigai và có được một cuộc sống cân bằng, hạnh phúc, chính là khoảnh khắc bạn đạt được tất cả bốn yếu tố trên. Chúng gặp nhau, giao thoa vào nhau, tại một điểm chính giữa. Điểm đó chính là điểm cân bằng của bạn. Nghĩa là, khi bạn sống và được làm việc mà khiến mình có đam mê, kỹ năng, chuyên môn và mang một sứ mệnh nhất định trong thế giới này. Mình lấy một vài ví dụ nhé. Thật ra thì rất khó để nhìn thấy hoặc là chính bản thân mình đạt được một trạng thái cân bằng Ikigai. Nhưng trong cuộc sống đâu đó khi nhìn quanh, chắc hẳn chúng ta sẽ thấy được những trường hợp có một hoặc hai vòng tròn giao thoa với nhau. Ngày xưa, trước khi vào làm VTV Digital, mình làm công việc văn phòng, công việc ngày 8 tiếng. Công việc đó giúp mình kiếm ra tiền, có áp lực nhưng cũng đủ nhẹ nhàng, thoải mái, thư giãn. Và có thể công việc đó xã hội cũng cần, mọi người cần. Nhưng nó thiếu một điều, đó không phải là công việc mình thích, không phải là thứ mình đam mê. Nên được một thời gian, mình bắt đầu cảm thấy trống rỗng và mình lại loay hoay đi tìm một công việc khiến bản thân mình có động lực thức dậy vào mỗi sớm mai, động lực đi làm, động lực cống hiến. Vậy làm sao để đạt được Ikigai? Khó đúng không? Nhưng không phải là không có cách. Ngay từ bây giờ, bạn đã sẵn sàng đi tìm Ikigai của cuộc đời mình chưa? Có 5 trụ cột quan trọng giúp chúng ta tìm ra Ikigai của mình. Trụ cột đầu tiên, đó là bắt đầu từ những hành động nhỏ bé. Hãy bắt đầu từ những việc đơn giản nhất trong cuộc sống của bạn, từng bước thực hiện chúng một cách cẩn thận, như luôn hoạt động và không ngừng làm việc, không vội vã mà sống chậm rãi hơn, giao lưu với bạn tốt, rèn luyện thân thể với các bài tập nhẹ mỗi ngày, mỉm cười và biết ơn những người xung quanh, tái kết nối với thiên nhiên. Trụ cột thứ hai là giải phóng bản thân. Ở giai đoạn này, bạn cần loại bỏ những gánh nặng trong lòng, tập hài lòng với bản thân mình, biết yêu những điều chưa hoàn hảo và nhìn nhận cuộc sống một cách lạc quan, tích cực. Trụ cột thứ ba, hài hòa và bền vững. Đừng tranh cãi hơn thua với người khác. Thay vào đó, bạn cần biết cách dung hòa các mối quan hệ, bởi chắc chắn sẽ có lúc bạn cần sự giúp đỡ của họ để vượt qua thời điểm khó khăn trong cuộc sống vô thường này. Bạn đâu có thể kiểm soát và lường trước được mọi việc. Song sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu, hãy chọn cho mình một lối sống khiêm tốn, điềm tĩnh bạn nhé. Trụ cột thứ tư, tận hưởng niềm vui từ những điều nhỏ bé. Đừng mãi miết tìm kiếm đâu xa, mà hãy tìm kiếm niềm vui từ những điều giản dị xung quanh mình để có thêm động lực thức dậy vào mỗi sớm mai. Trụ cột thứ năm là hãy sống cho hiện tại. Đây có lẽ là trụ cột quan trọng nhất. Để tập trung hoàn toàn vào giây phút hiện tại, tập buông bỏ. Bạn biết đấy, điều duy nhất chúng ta có thể kiểm soát được chính là bản thân mình. Vậy nên biết nắm lấy những thứ thuộc về mình và để những điều không thể giữ lấy ra đi sẽ giúp cuộc sống của bạn nhẹ nhàng hơn và có được trạng thái tinh thần tốt nhất. Nên nhớ rằng, Ikigai không thể đạt được trong một sớm một chiều và cũng đừng cứng nhắc, cố chấp tìm Ikigai đến cùng khi bạn chưa sẵn sàng và thấu hiểu, vì có thể bạn sẽ tự gây áp lực cho bản thân. Bởi vì trong cuộc đời của mỗi người luôn có nhiều nhu cầu khác nhau để tạo nên một bản thể hoàn chỉnh. Có thể thời điểm này ta chưa hài lòng vì thấy mình chưa có được một cuộc đời ý nghĩa. Nhưng cần khẳng định rằng khái niệm về một cuộc sống ý nghĩa là thật sự chính đáng
và nó tích cực để giúp mỗi người có động lực sống tốt hơn mỗi ngày. Mặc dù Ikigai không thể cho chúng ta một đáp án hoàn hảo về ý nghĩa của cuộc sống, thế nhưng chỉ cần chúng ta biết trân trọng và tận hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc của hiện tại, chắc chắn rằng ta sẽ tìm được câu trả lời như mình mong muốn. Và mình cũng đang trên hành trình đi tìm Ikigai của bản thân, tìm điểm cân bằng để bản thân được an nhiên. Còn bạn thì sao? Bạn đã sẵn sàng cho mình một cơ hội được hạnh phúc hay chưa? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe ơi nghe nè đến giây phút này. Chương trình do VTV Digital thực hiện. Nếu yêu thích nội dung này thì hãy ủng hộ tụi mình một nút like nhé. Lời cuối, mình rất biết ơn và yêu quý các bạn đã đồng hành cùng với chương trình suốt thời gian qua. Hãy tiếp tục ủng hộ VTV Digital và ơi nghe nè nhé. Tạm biệt mọi người.